là mình cứ bước chân hát yêu nhau đi anh. Hãy để cho chân anh muốn lắng nghe mình nói gì, rồi lại cho em nghe một câu thôi. 1, 2, 3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi. Dẫu cho mai sau có ra sao, thêm một ngày mới biết tên.